Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của Thảo Phương nhé. Video hôm nay thì em xin giới thiệu mọi người về combo chọn bộ 7 gà rừng 7 món ạ. 7 món thì sẽ bao gồm có cho mọi người là một cái túi gà mồi. Túi gà mồi này. Vải rất là dày dặn luôn, có lỗ thông hơi này, đằng trước này, đằng sau này, bên hông này. Đó. Bên em thì may một cái miếng vải này. Lúc mà mọi người bỏ gà vô thì sẽ không sợ bị kẹt lông gà ở bên dưới nhé. Đây, miếng vải này. Kéo thoải mái luôn mọi người. Đó. Túi gà mồi. Một cái cọc inox. Một cái xích chân gà rừng. Xích chân gà rừng thì bên em có làm chống xoắn bác ạ. Chống xoắn 360 độ nhé. Một cái túi bổi. Túi bổi bên em thì có may lỗ xỏ chân. Và ba bộ giò thép này. Ba bộ giò bẫy gà rừng chân thép. Một bộ như thế này thì 20 chân. Khoen đúc liền cáp inox xe 4. Đây là mẫu giò đón này. Bác nào mình lấy giò đá thì mọi người nhắn em nhé. Em sẽ gửi giò đón đá theo yêu cầu của mọi người. Đấy. Combo này. Combo 7 món túi gà mồi. Shop em đang bán ra với giá là 300.000 cho mọi người. Combo như thế này nhé, 300.000 thôi mọi người. Bác nào mình có nhu cầu thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0975446294 hoặc là số 0359665134. Bên em gửi hàng toàn quốc, nhận hàng mọi người được mở hàng ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Rồi các bác xem video thì nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành.